Vẫn mắc cái ổ hai sim và khai hai sim để dùng để thay thế cho cái máy một sim của iPhone XR, iPhone 11. Thì anh em sẽ tháo nó ra, gỡ ổ sim ra và thay ổ sim mới vào. Cái này nó sẽ gắn bằng chân collect, thế nên không cần phải can thiệp bằng phần cứng hay gì cả. Thì riêng đối với cái dòng iPhone XR ấy, thì sau khi thay ổ sim thì máy sẽ nhận luôn. Còn nếu mà là dòng iPhone 11 ấy thì nếu mà máy chưa nhận ấy thì vào cài đặt chung, đặt lại cài đặt mạng thì lúc đấy nó sẽ nhận hai sim. Đây thì với những cái ổ sim tương ứng thì chúng ta sẽ lắp và bắt vít vào. Nhưng mà có một cái điều lưu ý với anh em là khi trường hợp mà anh em về mà lắp hai sim liền một lúc ngay không có vấn đề gì, nhưng mà nếu mà anh em về mà anh em chỉ lắp một sim thì đây, nếu mà lắp hai sim ngay như này, lắp luôn hai sim vào vào ổ của nó hai mặt như này thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà về mà anh em chỉ lắp một sim thôi ấy, thì anh em sẽ dùng mặt sim dưới để lắp đây, thì có nghĩa là không lắp cái sim ở mặt trên này nữa. Mặt trên là có cái mặt quay về đây và hướng cũng là hướng cái này, có cái lỗ này thì gọi là mặt trên. Mình sẽ bỏ mặt trên ra, mình lắp mặt dưới để tránh cái trường hợp nếu như mà lại để lắp mặt trên đây như này thì lắp vào ok, sẽ không gặp lỗi nằm gì cả đấy. Còn nếu mà anh em mà lại lắp sim của mặt trên này mà lại bỏ sim mặt dưới thì khi rút ra nó sẽ rất dễ bị mắc. Đây như này là ok nhá, mặt dưới này là ok này. Còn nếu mà lắp một sim thì anh em không nên lắp ở bên trên này, đây cắm như này vào thì nó sẽ dẫn dễ đến cái việc là khi mà cái mặt ở đằng sau này này mình rút ra nó sẽ bị mắc vào những cái khe ở đây, rút ra cái là sẽ bị gãy chân đây. Nên một số trường hợp anh em lại bảo là lúc đầu lắp thì nhận, sau đó thì lại không nhận, thì là lý do nó là như vậy để tránh những trường hợp lỗi mà không mong muốn. Cái này là do cách sử dụng thôi. Này, lưu ý lại nhé, lắp hai sim liền một lúc thì không có vấn đề gì cả, có nghĩa là ổ này nó sẽ dùng cho hai sim. Nhưng mà nếu mà lắp chỉ một sim thôi ấy, thì anh em sẽ lắp ở mặt dưới này, cắm nó vào chứ không lắp ở mặt trên, để anh em rõ